Mời mọi người ăn tiếp nha. Ăn một cuốn, lại ghiền muốn ăn thêm một cuốn nữa. Number one. Cũng được. Wow. Rất là giòn tan nha mọi người nha. Mọi người thấy ngon không? Action. Nóng giòn mấy. Phải cắn kêu một cái rộp kìa. Hello mọi người, lại là Quyền đây. Hôm nay Quyền giới thiệu đến một món ăn rất là đặc biệt ở huyện EK. Mời mọi người cùng theo dõi. Đó là món ăn gì nha. Nguyên liệu nè cả nhà. Gồm bánh tráng, xoài, trứng cút, hành lá và mắm tôm. Mắm ruốc. Nãy quên giới thiệu bơ đi chứ. Bơ margarine. Bơ maizan. Hát chiếc bơ lên đều trên mặt trên bánh tráng nè. Đây. Xong rồi nhá cả nhà nha, rồi chép mắm lên. Công đậu phụ và xoài. Tiếp đến là đu đủ và xoài nhé mọi người nha. Tiếp đến là một ít hành lá. Và cuối cùng là trứng cút. Trứng chim. Đây chị nướng cho. Trứng chim ha cả nhà ha. Và chúng ta chuẩn bị một lò lửa than hồng. Ôi thật là ấm. Mùa mưa mà nướng cái này ăn rất là ấm nha cả nhà. Nhớ đến khí hậu Đà Lạt. Ngồi ngay bếp than rất là ấm nhỉ. Rồi chúng ta bỏ lên bếp than. Vô tắm hiền. Để con xíu. Vô tắm hiền. Trời ơi. Tắm lại đi hiền. Bây giờ chúng ta lấy hai chiếc đũa kẹp cái đầu bánh. Ăn món này nhớ đến Đà Lạt nha cả nhà. Nhâm lên cái đũa tém tém vô chị đi. Đây là món đặc sản ở EK. Tém vô. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi quấn lại. Nhìn bơ nó tan chảy ra hấp dẫn chưa nè. Chảy nước miếng luôn. Đây gọi là bánh tráng cuộn. Món ăn đặc sản huyện EK. Không biết cái bánh này ở đâu á. Không biết, tại vì làm ở huyện EK thì sẽ đặt tên nó là huyện EK. Thơm lắm mọi người ơi. Thơm, ôi trời ơi nó thơm mà ngồi kế bên bếp than nó ấm gì đâu luôn. Trời đang mưa bão lạnh lạnh, ấm gì đâu luôn. Ngon chưa? Bão vô không? Thơm quá, thơm quá. Thơm quá. Ủa chỗ nãy giờ không? Đây, đã xong rồi nha cả nhà. Rồi bỏ ra dĩa. Một hàng. Đây, sản phẩm đã hoàn thành nha mọi người ơi. Rất là ngon, đặc biệt. Bây giờ Huyền review thử cái độ ngon của cái món bánh tráng cuộn Huyền EK. Thử cho nó ngon cỡ nào ha mọi người ha. Mời cả nhà dùng. Nóng quá. Giòn, ngon. Có mắm ruốc bên trong, mặn mặn. Có bơ, béo béo. Ngon quá đầu bếp ơi. Cảm ơn đầu bếp đã tặng cho Huyền một cái để review. Thì nó mua thối à. Mọi người nhớ làm thử món này vào mùa mưa nè. Ăn trời nó hấp dẫn tuyệt cú mèo luôn. Ngon quá. Ngon lắm mọi người ơi. Ngon tuyệt vời. Number one.
Nghe giòn không cả nhà? Mỏng tay rồi. Giòn tan nóng hổi. Trong này có xoài đu đủ, chân cúc, bơ, mắm ruốc, hành lá, thơm. Này mà em tưởng với em hậu thấy khoái lắm. Trộn cà cua với miếng luôn. Trộn ít vậy nha, cần trộn cả thôi. Hết rồi. Ngon quá, mấy đầu bếp nhí rồi. Cả nhà nhớ làm theo món ăn này nha, làm theo công thức này. Rất là dễ làm mà ăn ngon miệng nữa. Nếu mọi người thích món ăn này thì tặng cho like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Mình ăn tiếp đây. Giống như là tiệc buffet nướng vậy đó mọi người. Dễ thương không? Rồi đi tắm. Đó. Mở tiệc buffet nướng đơn giản ở miền quê là thế này đây. Rất là dễ quăng. Cưng ngông. Ở đây có một bạn chó đang ngồi tham gia buffet nướng. Nè. Năm cô nương. Nổ lòng công chúa. Và một em chó tham gia tiệc buffet.